Số ca nhiễm nCoV ở Italy ngày 1 tháng 3 tăng lên 1.694, gần gấp đôi so với 888 trường hợp được ghi nhận 2 ngày trước. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự Italy Angelo Borrelli ngày 1 tháng 3 cho biết, chỉ trong vòng 48 giờ, nước này ghi nhận thêm 806 ca nhiễm nCoV và 13 trường hợp tử vong. Tổng số ca nhiễm nCoV tại Italy hiện là 1.694, trong đó 34 người đã tử vong, 83 người khỏi bệnh và 140 trường hợp nguy kịch, chủ yếu ở các vùng Lombardy, Veneto và Emilia-Romagna. Vùng Lombardy ghi nhận số người nhiễm nCoV cao nhất Italy. Nhân viên y tế phụ trách kiểm tra người nghi nhiễm virus corona tại bệnh viện Molinet, Turin, Italy ngày 26 tháng 2. Ảnh 3. Italy là ổ dịch COVID-19 lớn nhất châu Âu, và nhiều trường hợp nhiễm bệnh ở các nước khác trong khu vực đều liên quan đến người trở về từ nước này. Giới chức y tế cảnh báo các bệnh viện ở Italy đã chạm ngưỡng và sẽ rơi vào khủng hoảng nếu số ca nhiễm nCoV tiếp tục tăng mạnh. Nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, chính phủ Italy tuần trước đã cấm các cuộc tụ tập đông người trên khắp miền Bắc Italy và đóng cửa các trường học ít nhất đến ngày 8 tháng 3. Các nước láng giềng của Italy cũng đang thực hiện những biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn virus. Pháp hôm 29 tháng 2 ban hành lệnh cấm tổ chức các cuộc tụ họp công cộng hơn 5.000 người, trong khi Thụy Sĩ hôm 28 tháng 2 cấm các sự kiện thu hút hơn 1.000 người. Mỹ cũng khuyến cáo công dân tránh đi lại không cần thiết đến Italy. COVID-19 đang lây lan mạnh mẽ tại châu Âu. Đức hôm 1 tháng 3 ghi nhận 129 ca nhiễm nCoV, tăng gần gấp đôi so với 66 ca một ngày trước đó. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Đức cho biết, hiện có 9 trên 16 bang phát hiện bệnh nhân dương tính với nCoV, trong đó North Rhine-Westphalia, Bavaria và Baden-Württemberg là 3 khu vực có nhiều người bệnh nhất. Anh cùng ngày cũng phát hiện thêm 13 trường hợp nhiễm nCoV, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 36. Thủ tướng Anh Boris Johnson số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng, song khẳng định chính phủ nước này đủ khả năng ứng phó dịch COVID-19. Phát hiện ghi nhận 130 ca nhiễm, trong đó có ca tử vong đầu tiên là một du khách Trung Quốc 80 tuổi. Một giáo viên 60 tuổi nước này thiệt mạng hôm 26 tháng 2, trở thành công dân Pháp đầu tiên chết vì nCoV. Bộ trưởng Y tế Olivier Véran thông báo dịch COVID-19 tại Pháp đã chuyển sang giai đoạn 2. Dịch COVID-19 khởi phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hồi tháng 12 năm 2019, đến nay đã xuất hiện tại 67 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dịch đã khiến hơn 88.000 người nhiễm bệnh, 3.000 người tử vong và hơn 42.000 ca được chữa khỏi trên toàn thế giới. Ngọc Ánh theo AFP Les Blocs.